Thưa quý vị và các bạn, Cuba, quốc đảo 11 triệu dân nổi tiếng với ngành công nghệ sinh học và y tế hàng đầu thế giới, quyết định không nhập khẩu vaccine nước ngoài nhưng đã đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở khu vực hoàn thiện tiêm chủng toàn dân vào cuối năm nay. Hiện Cuba đã phát triển 5 ứng viên vaccine COVID-19, trong đó loại vaccine nội địa đầu tiên đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 9 tháng 7 vừa qua. Loại vaccine này có hiệu quả trên 92%, còn loại vaccine nội địa thứ hai do quốc đảo này điều chế đạt hiệu quả hơn 91%. Hiện Cuba là quốc gia đầu tiên ở khu vực Nam Mỹ và biển Caribe sản xuất được vaccine COVID-19. Giới chức Cuba cho hay vaccine nội địa Soberana 2 do họ chế tạo có hiệu quả 91,2% chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Vaccine này dự kiến được tiêm làm 3 mũi, trong đó mũi thứ 3 là liều tăng cường. Tháng trước, Cuba cho biết vaccine Soberana 2 có hiệu quả 62% sau khi tiêm 2 mũi đầu tiên. Trong vòng 415 ngày, tương đương với 59 tuần làm việc không ngừng nghỉ, chúng ta đã tạo ra loại vaccine có hiệu quả tới 91,2% khi chống lại biến thể Nam Phi. Đó là lý do khiến chúng ta có thể tự hào. Dữ liệu về hiệu quả của vaccine Cuba hiện chưa được bình duyệt, nhưng nếu kết quả trên chính xác, Cuba sẽ là một trong số ít các nước gồm Mỹ, Đức và Nga có thể sản xuất được vaccine cho tỷ lệ hiệu quả trên 90%. Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm với việc nhập khẩu vaccine từ Cuba như là Iran, Venezuela, Argentina, Jamaica. Một số quốc gia cũng quan tâm tới việc hợp tác chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine Cuba trong nước.